Vâng và như vậy là một số trường ở một số địa phương trên cả nước cũng đã quyết định cho học sinh đi học trở lại sau một thời gian dài nghỉ vì dịch COVID-19. Số trường học còn lại thì cũng sẽ được mở cửa vào tuần sau hoặc là tuần sau nữa tùy vào mức độ nguy cơ với COVID-19 tại từng địa phương cũng giống như bao trường học khác phải đóng cửa vì dịch Covid-19, bắt đầu từ đầu tháng 4 thì rất nhiều thầy cô đã phải bắt đầu dạy học sinh trên môi trường trực tuyến rồi đấy ạ. Vâng, học sinh thì cũng rất nhớ trường, nhớ lớp, các thầy cô giáo thì cũng vậy và việc mà học trực tuyến như thế này thì thật ra là tôi thấy cũng có rất nhiều bất cập. Bởi vì bản thân con tôi thì cũng đang học trực tuyến này. Thứ nhất là cái sự tập trung của các cháu, đặc biệt là các cháu nhỏ thì cũng không được tốt và thứ hai là cái sự điều tiết mắt của các cháu khi mà học trực tuyến, lúc nào cũng phải dán mắt vào iPad hay là vào máy tính thì cũng là một điều rất là khó khăn. Vâng và lúc nào thì tôi cũng phải nhắc nhở con cái mình là phải thực hành tập luyện thể thao này và phải thư giãn cho mắt bằng cách là tranh thủ giờ nghỉ ở giữa các tiết học. À, vậy mà nhiều khi mà do mải học quá nên trên máy tính hay trên iPad hay là thậm chí các cháu còn mải chơi game chơi giải trí nữa. Thế nên là tôi thấy là các cháu còn có một tình trạng là lười nhác vận động nữa. Quả thực điều này thì cũng khiến cho nhiều phụ huynh như là tôi cảm thấy lo lắng. Nếu như mà tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và các con thì vẫn chưa được đến trường. Vâng đúng rồi ạ, nhưng tôi nghĩ rằng chị Tú Anh cũng như là nhiều bậc phụ huynh khác thì cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn và hy vọng vào ngày đi học trở lại của các cháu vào ngày sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vì sẽ có thêm khá nhiều trường sẽ mở cửa trở lại ngay trong tuần sau và tuần sau nữa. Vâng, như vậy là cũng vẫn phải có thêm một thời gian nữa đối với một số trường thì vẫn phải cái hình thức là học trực tuyến thì vẫn phải tiếp tục đúng không ạ? Vâng, tất nhiên rồi. Tuy nhiên rằng chị Tú Anh thì cũng đừng quá lo lắng À, thưa quý vị, Chuyện Làng Chuyện Nước ngày hôm nay thì sẽ một lần nữa đưa quý vị tới thăm một ngôi trường ở ngoại thành Hà Nội. Một ngôi trường rất gần gũi với thiên nhiên, với vùng núi đồi, nông thôn tại Việt Nam. Đã có những cách làm hay trong dạy học trực tuyến, sáng tạo những bài học vận động cho học sinh học trực tuyến là một điều hết sức ý nghĩa và đánh trúng vào mối quan tâm của các bậc phụ huynh. Vâng và có lẽ là ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo chân phóng viên của chúng tôi để đến thăm ngôi trường đặc biệt này. Gần một tháng nay, mỗi tuần hai lần, thầy Dương Văn Phong lại tự tìm kiếm cho mình một địa điểm phù hợp nhất để quay các bài học vận động cho học sinh học online trong những ngày nghỉ vì dịch Covid-19. Hai, xoay cổ tay. Khi thì trong phòng tập, khi thì ở ngoài không gian ngoài trời, gần gũi với thiên nhiên, núi Nhẹ không cần làm nhanh. Hai, rồi xoay. Hai. Đối với thời gian nghỉ dịch này thì mình sẽ cho các bạn tập đi tập lại những kỹ thuật đã được tập rồi, bạn đã được thầy hướng dẫn ở trường. Chúng ta sẽ giảm hạn chế chúng ta nhìn vào màn hình. Thì mình có nhiều cái bài chiến thuật chẳng hạn. Chiến thuật thì bây giờ để mình nói thì với con hiểu nó hơi khó. Tắm hôm lại phải nhờ thêm cả hai đến ba thầy nữa, bởi vì là nhiều tình huống thực tế. Ví dụ đơn giản như là mình đang đi trên một con đường vắng này chẳng hạn, thế mình bị tấn công thì mình sẽ làm như thế nào? Thì hôm đó lại cũng có thể là phải nhờ một thầy nào đó hoặc là nhờ một thầy nào đó lại đi xe đạp hay là chuẩn bị đúng một cái tình huống như thật. À, thật ra thì à, lần đầu tiên mà mình à, hỗ trợ các thầy cô ở trong trường để quay video mà dạy online ở trong zoom ấy thì thật sự là lúc đầu ấy mình cũng cảm thấy không tự tin và cũng chưa quen và chưa biết là phải quay ở góc độ nào như thế nào để cho mình được cái khung ảnh toàn diện và nó đẹp để có thể là làm sao mà học sinh có thể quan sát được à, à, thầy cô có thể nhất thì sau một vài lần mà mình giúp đỡ các thầy cô ở trong trường ấy thì mình cũng đã quen nhiều hơn và mình có thể tìm được một cái góc nào đó hoặc một cái khung cảnh nào đó phù hợp với buổi học. Sau khi quay hình ảnh bài học, thầy Phong sẽ biên tập các clip để đẩy lên YouTube và gửi cho các giáo viên chủ nhiệm triển khai tới các lớp học. Phải mất đến cũng phải đến 2 ngày để mình tìm hiểu rồi là mình Ờ, mày mò rồi mình học cách sử dụng nói chung là khá là mất thời gian. Có những clip mình phải cắt ghép bởi vì là những clip những đoạn những đoạn clip ấy nhiều khi là nó quá dài. Và cũng nhận được phản hồi từ các bạn là các bạn ấy rất là thích tiết học của thầy nên là và mình cũng rất là thích quay những cái đoạn bài tập để cho các bạn tập ở nhà. Dạy thể dục vận động thông qua hình thức học trực tuyến điều có vẻ không tưởng này lại đang được về. các giáo viên thực hiện rất sáng tạo nhằm giúp học sinh hạn chế được tác hại của việc học lâu khó quá máy không? tính. Đó, nếu Thích nghi và sáng tạo cũng là phương đúng châm đúng của những giáo viên đặt ra trong những ngày dạy học trực tuyến vì dịch Covid 19 chín. Vâng thưa quý vị chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ tới một ngôi trường ở ngoại thành Hà Nội đã được phóng viên của Nông thôn chuyển động ghé thăm cách đây khoảng một tháng. Những giáo viên ở đó nghỉ dạy vì dịch COVID-19 nhưng họ hoàn toàn không nghỉ làm. Hầu hết các giáo viên trong trường thì đã có sự chuyển đổi công việc rất đáng kinh ngạc và đáng khâm phục. Đó là những giáo viên bị thất nghiệp tạm thời, họ trở thành những người nông dân. Hàng ngày thì họ thu hoạch và bán những nông sản do chính trang trại vườn đồi của họ làm sao? Vâng, và các thầy cô giáo trong phóng sự vừa rồi thì cũng là các thầy cô giáo hai trong một, sử dĩ vì sao tôi lại nói thế vì họ cũng vừa là giáo viên cũng vừa là những người nông dân nữa. Từ bắt đầu kỳ nghỉ vì dịch covid 19 cho tới những ngày đầu tháng tư này thì những giáo viên đều chuyên tâm làm nông nghiệp, xây dựng cảnh quan thiên nhiên của chính ngôi trường mình và chỉ gần một tháng trở lại đây thôi thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì họ cũng mới triển khai dạy trực tuyến lại cho các em học sinh. Vâng, và có một điều đặc biệt là công việc bán nông sản, làm nông nghiệp không hề dừng lại mà vẫn tiếp diễn. Vậy làm thế nào mà những giáo viên nông dân này có thể thực hiện song song được cả hai nhiệm vụ một lúc? Vâng, họ có rất nhiều thời gian để chăn trở suy nghĩ ra những clip dạy học sinh rất là chất lượng đúng không ạ? Vâng, quý vị biết không? Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng phóng viên của Nông Thôn Chuyển Động trò chuyện với hai vị khách mời đặc biệt và cũng chính là hai trong số gần 50 thầy cô giáo của ngôi trường cách Hà Nội gần 40 số này để cùng lắng nghe những chia sẻ thú vị của họ trong những ngày vượt qua đại dịch Covid-19 trước hết thì xin được cảm ơn hai thầy cô đã tham gia với chương trình nông thôn chuyển động ngày hôm nay à, có thể nói rằng là chúng ta đã trải qua đến 3 tháng là nghỉ dạy vì dịch covid đúng không ạ và cũng phải gần 2 tháng rồi là các thầy cô ở trường đồi mình là tham gia vào làm nông nghiệp bán những nông sản do chính các thầy cô làm ra à, tuy nhiên là các thầy cô có một cái cảm xúc một cái cảm giác như thế nào khi những cái ngày đầu tiên mà mình nhận được thông tin là mình phải nghỉ dạy không được lên lớp, không được gắn bó với bục giảng nữa. Cũng giống như các thầy cô giáo làm nghề giáo khác thì tôi khi mà nhận được cái thông tin là học sinh nghỉ học ấy, thì tôi cũng rất là lo lắng. Vì vừa trải qua cái thời gian nghỉ tết là khá dài, vừa xa trường, xa lớp, xa các con. Thường thường trước sau tết thì chỉ giáo viên toàn trường sẽ có một buổi là đến để trồng cây. Đối với khuôn viên chính của trường ấy thì chúng tôi có mất khoảng tầm một tuần, một tuần là có nghĩa là cùng các bác nhà bếp làm cỏ này đó để chờ trồng những đồi hoa ở trên đỉnh đồi nhá trồng những cây sim tím chắc hẳn lúc đó là các thầy cô nghĩ rằng là sau một tuần lao động với trường là dịch covid lắng xuống là sẽ đón được học sinh đúng không nhưng mà không ngờ rằng là dịch covid lại tiếp tục có những diễn biến hết sức là phức tạp và các trường học tiếp tục phải đóng cửa à, rất nhiều cái lo lắng ví dụ như là chi phí về cuộc sống hàng ngày chẳng hạn hay là nhiều khi mà cái thói quen của mình ấy đã được đến trường rồi được dậy sớm rồi được nói chuyện hướng dẫn các con đấy tự nhiên nó sẽ bị dừng lại như thế nó nó dừng một cách rất là đột ngột đó thì nói chung là mình có một cảm giác là hụt hẫng sau đó thì bên lãnh đạo nhà trường cũng đưa ra một hướng mới đó là chúng ta kinh doanh sản xuất thực phẩm bởi vì là số lượng thực phẩm ở trường mình chuẩn bị để cung cấp cho con quay trở lại học thì rất là nhiều mới là thời gian đầu thì thực ra là chúng tôi là rất là khó khăn có những có những thầy cô là không biết cái rau này là cái rau gì. Có một số thầy cô ở Hà Nội mới chuyển vào đó là không biết rau này là rau gì. Đó hay là cũng không biết là cầm cái cuốc như thế nào. Nhưng mà sau đó thì được sự nỗ lực của mọi người và dần dần công việc đã suôn sẻ hơn. Thầy Phong là dạy về các môn vận động đúng không ạ? thường thì các bạn học sinh ở rất nhiều trường học thì các bạn ấy không hứng thú lắm với cái môn này và thậm chí là các bạn ấy coi rằng là, là môn phụ. Thế nhưng uh, điều quan trọng là thầy có những cái chăn trở như thế nào để truyền tải cho các bạn vào những cái clip dạy online đấy để làm sao cho các bạn ấy mong đợi những cái bài dạy của thầy vào mỗi ngày. Ừ, thực tế về cái môn thể dục ấy thường thường là sẽ bị xem nhẹ và không có hứng thú bởi vì là chỉ thực tập những động tác bình thường thôi. À, tôi sẽ cố gắng uh, tạo cái bài tập của mình thật sinh động. Ví dụ như là đơn giản tôi không phải là mặc bộ quần áo thể thao rồi tôi đứng dậy các con các kỹ thuật đâu nhiều khi tôi không thế có là nhiều khi tôi sẽ phá cách một chút đó, ví dụ như là mình sẽ làm một cái phong cách ví dụ như bằng tầm tuổi các bạn chẳng hạn ví dụ dạy các bạn cấp một nhá, thì mình có thể mình sẽ uh, thực hiện những trang phục nó bé hơn các bạn đó, đó ví dụ cấp một thì tôi sẽ đóng giả là một chàng một cậu bé lớp một chẳng hạn ví dụ như thế cũng có một cái mũ đội lệch này hay là cũng có một cái ba lô nhỏ sau lưng đó thế mình sẽ ghép vào các tình huống chẳng hạn hoặc là ghép vào các động tác thì khi mà con nhìn vào một bài dạy của mình ấy con thấy một cái sự cái gì đó đặc biệt những cái gì đó nó lạ thì chắc chắn là sẽ thu hút được con nhiều hơn đó thứ hai là mình sẽ giải thích cho con rõ về một cái kỹ thuật nào đó hay một động tác nào đó nó chuyên sâu và nó về nó như thế nào nó nó để làm gì chứ không phải đơn giản à các con tập động tác này đi mà các con tập trong vô thức thì không kích thích cái trí tò mò của các bạn ấy đó một là tiết học của mình phải hứng thú thứ hai là mình phải tạo cho các con sự tò mò À, hay là uh, sự vui vẻ với các con. Được biết là một bộ phận uh, các thầy cô ở trường đồi sẽ phải chuyên tham gia vào lĩnh vực bán nông sản. Vậy thì các thầy cô sẽ phải phân bổ thời gian như thế nào để có thể hoàn thành tốt hai nhiệm vụ của một lúc? Nói chung là thời gian mình phải chia ra nhỏ rất nhiều. Đối với ví dụ như là bán thực phẩm, các thực phẩm thì riêng đối với tôi về các thầy cô đấy thực phẩm thì ví dụ bình thường chúng ta buổi sáng thì tầm uh, 8, 7 bảy rưỡi là có mặt tại trường, nhưng mà chúng tôi lại phải tăng thời gian có mặt ở trường lên ví dụ như là tầm năm rưỡi, hôm nào mà đơn số lượng đơn vừa phải thì là, là năm rưỡi, đó năm rưỡi tôi có mặt tại trường này, sau đó chúng tôi kiểm hàng và đóng thực phẩm đến khoảng tầm 12 hai rưỡi trưa, là mỗi thầy cô, mỗi các bác nhà bếp ở đây được nghỉ 30 phút và bắt đầu buổi chiều nó lại tiếp tục chuẩn bị hàng cho ngày hôm sau, đó, thì đến từ khoảng tầm 4 giờ chiều, 4 giờ chiều thì đối với tôi là giáo viên thì tôi sẽ bắt đầu đi quay bài, Một các bác nhà bếp vẫn tiếp tục. Đó, thì mình sẽ cứ tranh thủ thời gian quay bài buổi chiều từ tầm 4 giờ đến 6 giờ chẳng hạn. Có thể nói là cũng vì hoàn cảnh, vì dịch Covid cho nên là các thầy cô mới có một cái cơ hội để mình được trải nghiệm một cái công việc nó có thể nói là với nhiều thầy cô là cũng rất là mới lạ đó là làm nông nghiệp đúng không? Theo mình đây là đúng là cơ hội đấy thách thức thì nó cũng có nhưng mà nó đối với mình bây giờ thì thời điểm bây giờ nhá thời điểm đầu thì không nói nhưng thời điểm bây giờ thì nó thách thức thì nó nó là ít thôi nhưng mà cơ hội là nhiều hơn vì đơn giản như thầy thầy phong ấy uh, chả bao giờ nói chung là cũng không bao giờ đi chợ luôn đi chợ thì thường thường là ở nhà có bà xã chứ mình không không đi chợ bao giờ cả đấy nhưng mà từ ngày uh, làm thực phẩm thì bắt đầu cũng cân đo rồi uh, cũng đóng hàng đấy cũng đi chọn thịt à chọn này ngon hôm nay mình đi vào tranh trại của mình đấy à có lợn này xuất được chưa <laughs> con bò này xuất được chưa hay luống rau của mình bằng này đã đã hái được chưa có non quá không hay là có già quá không. Thế là mình làm rất nhiều. Hay là các phép tính toán đấy. Mình làm nhiều sau này mình lại hướng dẫn lại các con. Vâng, ngay từ những ngày đầu tiên đóng cửa trường học vì dịch bệnh Covid-19 thì một số trường dân lập cũng đã triển khai dạy và học trực tuyến cho học sinh. Tuy nhiên thì các trường công lập và trường dân lập khác như là trường Spring Hill thì tới đầu tháng 4 mới bắt đầu thực hiện theo chỉ thị chính thức của ngành giáo dục. Khó khăn và bỡ ngỡ cho cả thầy cả trò là điều rất dễ dàng xảy ra ở hầu hết các lớp học dù là ở thành thị hay nông thôn khi mà tiếp cận với cái hình thức học rất là mới như thế này đúng không ạ? Vâng, đấy là điều đương nhiên. Và để thu hút được học sinh và truyền tải được nội dung kiến thức, các thầy cô giáo không chỉ dày công chăn trở những cách thể hiện lôi cuốn, mà còn tăng cường tương tác trong khi giảng dạy nhằm giúp học sinh tập trung và thoải mái trên môi trường học trực tuyến. Và các thầy cô giáo ở trường Spring Hill thì họ đã giúp học sinh của mình như thế nào để thích nghi về cách học trực tuyến này? Thì ngay bây giờ xin mời quý vị theo dõi phóng sự của chúng tôi. Về quê để nghỉ dịch Covid-19, Cô giáo Đặng Thị Thủy đã tận dụng triệt đề bối cảnh nhà nông rất đối gần gũi trong chính gia đình mình để sáng tạo cho bài dạy trực tuyến. Quay đàn gà úm chỉ là một trong số cách mà cô Thủy đã làm để gợi mở câu chuyện và nội dung bài dạy cho học sinh về phép toán cộng tôi thấy là các giáo viên phải dày công hơn trong việc là uh, chuẩn bị giáo án ngoài giáo án viết tay ra thì còn phải chuẩn bị cả powerpoint uh, hoặc là uh, đối với trường của chúng tôi thì chúng tôi sẽ là uh, làm cho trực quan nhất để cho các con tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng nhất có thể uh, ví dụ như là việc là mình uh, cho các bạn đi tính uh, bằng cách đó là tính số gà gà và gà gà đen và gà trắng chẳng hạn. Đó thì các bạn ấy sẽ là đếm số gà đen rồi là đếm số gà trắng rồi cộng hai cái số lượng con các con gà để tính ra tổng. Đó thì các bạn ấy suy ra được là giải bài toán cơ lợi văn. Đó thì mình thấy rằng là gần gũi và kiến các con hào hứng hơn với việc là chỉ đơn thuần là viết số rồi là yêu cầu của các con tính. Bình thường hàng ngày thì mình tương tác với học sinh bằng sáu giác quan năm ra quan bây giờ mình mình chỉ thông qua hình ảnh và âm thanh thôi. Mỗi lần quay như thế là, là tốn rất là nhiều thời gian và hoặc là có cái tiết giải trí như tiết nấu ăn, món rất đơn giản là món salad từ các loại rau củ quả tươi. Thế thì khi chúng tôi uh, uh, họp bàn và đánh giá tiết dạy trước khi mà công chiếu ấy thì rất nhiều ý kiến về về chuyên môn, về uh, nghệ thuật, về cái hiệu quả của nó và chúng tôi phải yêu cầu cũng thì làm đến 3 lần ba lần và có chuyện vui là chồng và con cô ấy kêu là ba ngày liền phải ăn salad à, bởi vì mỗi lần lần làm là là phải tạo ra một cái sản phẩm Và sản phẩm đấy thì gia đình lại phải ăn à, thì rất công phu chứ không không phải là chỉ dạy dạy bình thường đâu à, các cái clip mà các thầy cô chuẩn bị trong bài dạy online nhìn rất là hay và sinh um, động và con rất thích nếu mà bắt buộc trên tới trường thì con thấy học online nó vẫn ổn sẽ... Nắm bắt được tâm lý lên. của từng lứa tuổi học sinh, các giáo viên khi lên lớp dạy trực tuyến thơ. không chỉ chuẩn bị tâm thế, Rồi, giáo nha. án công nghệ đầy đủ mà chơi họ chơi còn nào. sẵn sàng đưa ra những hình ảnh và câu chuyện thực tế câu gần gũi nhằm thu hút kết học kết sinh vào bài học. Tính. Những bài học trong sách giáo khoa còn được các thầy cô khéo léo lồng ghép vào những clip giảng dạy về kỹ năng sống, lấy bố cảnh tại chính nơi tọa lạc của trường, gần với nông thôn, đồng ruộng. để đảm bảo được cái chương trình học của các con thì Bộ Giáo dục cũng đã đưa ra một cái chỉ thị rằng là các trường, các cô giáo sẽ thực hiện dạy online cho học sinh. À, vậy thì các thầy cô cũng khi mà bắt đầu vào dạy online thì có gặp phải những cái khó khăn nào đó hay không ạ? À, đối với lại thời gian bắt đầu chuẩn bị để các bài giảng online ấy, thì à, cũng khá là nhiều khó khăn. Đơn giản như ví dụ như là các kỹ năng về à, quay này, chụp này chẳng hạn. Cái thời gian chúng ta quay bài ấy thì nó sẽ có khi nó sẽ kéo dài nhiều hơn một tiết học bởi vì là chúng ta còn phải quay đi quay lại nhiều lần rồi còn xem quay này xong lại sửa lại và quay tiếp cái tiết học đầu tiên mà mình dạy online nó có thực sự thành công theo đúng như là cái cái mình điều mình mong muốn hay không bởi vì tôi nghĩ rằng là khá nhiều giáo viên uh, trong cái thời điểm nghỉ vì dịch covid này cũng là lần đầu tiên mình thực hiện dạy online đối đối với tiết dạy online của tôi đầu tiên thì tôi cảm thấy rất là hào hứng hồi hộp và cảm giác được gặp lại các con rất là vui các con được gặp lại cô cảm xúc của các con cũng như vậy à, nhưng mà nó có một cái khó khăn chung đó là việc mạng và kết nối đó, các con nhiều bạn là vào lớp nhưng mà vẫn bị ngắt kết nối đó là khó khăn chung và các thầy cô thì có cái biện pháp với các con để giúp các con đó là sắp xếp cái giờ sau giờ học hoặc là sắp xếp một thời gian hợp lý để giảng lại bài cho con và nó tóm tóm tắt nội dung học sau đó thì gửi bài tập cho các con luyện tập nói chung là nếu theo thầy phong thì đấy nó là vỡ trận <laughs> một đầu tiên đó là vỡ trận. Vì sao thế ạ? Có nghĩa là thầy Phong đã dành đúng khỏe hơn 2 ngày để chỉ quay một bài giảng khoảng tầm 15 phút thôi. Đó, nhưng mà khi mà gửi cho các cô để trình chiếu cho con xem ấy thì là, là âm thanh và hình ảnh nó không được như mong muốn. Vậy thì những cái buổi sau đó thì các thầy cô đã phải khắc phục những khó khăn như thế nào ạ? Ờ, về các âm thanh hình ảnh ấy, thì thầy Phong lại phải lên mạng tìm hiểu các kỹ năng hay là tìm hiểu các phần mềm cắt ghép video hay các phần mềm quay đó làm sao cho cái chất lượng hình ảnh và âm thanh nó tốt nhất. Ờ, học online thì học sinh sẽ rất là khó tập trung, vậy thì phải làm như thế nào để có thể thu hút được các bạn? để thu hút được học sinh trong một tiết học các con thực sự chú ý thì bản thân người giáo viên trong một bài dạy thì phải đạt được 5 yêu cầu. Thứ nhất đó là dẫn dắt vấn đề vào bài cách tự nhiên và hấp dẫn. thứ hai là trong bài dạy của giáo viên cần phải có sự thú vị, đột phá và sáng tạo. À, thứ ba là giáo viên cần phải kết nối được cái kiến thức mà mình truyền đạt cho học sinh với thực thực tế ứng dụng như thế nào ạ. À, và cuối cùng đó là cái tạo được cái niềm yêu thích kiến thức à, đối với học sinh. À, ví dụ như tôi dạy bài đường cấp khúc à, toán học lớp hai ạ, thì à, thay vì mình có thể à, sử dụng cái ống hút ạ ống hút mà sau khi sử dụng xong, ừ. thay vì việc mình có thể vứt bỏ ấy, thì mình có thể sử dụng làm giáo cụ trực quan cho các con. Ừ. À, theo tôi thì không có gì tốt bằng cái việc các con nhìn thấy, sờ thấy, thấy cái mình học ấy. và đặc biệt hơn nữa là các con được sử dụng cái mà mình học thì các con từ đó các con sẽ yêu kiến thức của mình. Ừ. Với một ngôi trường ngoại thành cũng như là những cái ngôi trường nông thôn chẳng hạn, thì các thầy cô có cho rằng là nó vừa có những cái rất là lợi nhưng lại cũng có những cả những cái điều bất lợi cho việc là triển khai việc dạy học online không ạ? Cái thuận lợi đó là ví dụ các con chúng tôi làm đây, chúng tôi quay bài đấy thì các con nhìn con lại vẫn nhớ về trường của mình. Đó. Thứ hai là nếu mà về vấn đề khó khăn ấy, khó khăn đối với tôi thì thực ra là về vấn đề mình tiếp xúc với các kỹ thuật ấy. Ví dụ đơn giản như là chúng tôi nhiều khi quay bài chẳng hạn, thế là muốn mua một cái tai nghe không dây chẳng hạn nhưng mà mình ở quê thì thực ra ở đây nó có khi mãi không tìm được lại phải nhờ người mang từ hà nội vào, Đó, hay là nhiều khi mình ch chưa có cái máy tính laptop chẳng hạn mình phải dùng máy tính cây chẳng hạn lại phải mua cái webcam ở ngoài hà nội để chuyển vào được. À, xin được cảm ơn thầy Dương Văn Phong và cô Phùng Thị Oanh đã tham gia với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay à, thưa quý vị và các bạn à, dịch Covid 19 dường như đã làm đảo lộn cuộc sống của rất nhiều những người giáo viên ở trên cả nước à, tuy nhiên à, họ cũng đã vượt qua được những khó khăn này làm nông nghiệp hay làm giáo viên thì đó cũng là những công việc chân chính và à, tất cả những người giáo viên này họ đều cho rằng những khó khăn mà dịch covid đem lại cũng chính là cơ hội để thử thách bản thân để họ vượt qua trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào khác. Vâng, chúng ta có thể thấy rằng là dịch covid 19 thì đã khiến cuộc sống của rất nhiều người đảo lộn và những giáo viên thì cũng không phải là ngoại lệ. Và tới đây thì khi mở cửa trở lại chắc chắn là không ai khác, họ cũng sẽ là những người nhiệt huyết nhất để chỉnh trang, làm sạch đẹp lại từng phòng học từng góc sân để đón các em học sinh thân yêu. Vâng và cũng trong tâm thế là đón học sinh quay trở lại trường thì các giáo viên ở một ngôi trường tại điểm cực bắc của tổ quốc đã gây xúc động cho rất nhiều người khi mà vài ngày gần đây thì họ đã phải vất vả san lại đồi, mở lại lớp cho các em học sinh đi học trở lại sau những ngày vì dịch bệnh covid 19. Vâng và đó chính là câu chuyện ở điểm trường mầm non Khổi Tát thuộc xã Thượng Bình, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Cách đây khoảng một tuần thì mưa đá kèm gió lốc đã khiến cho tỉnh Hà Giang thiệt hại đến 2,2 tỷ đồng. Không chỉ nhà cửa rau màu bị ảnh hưởng mà nhiều con đường bỗng trở thành sình lầy chỉ trong một đêm mà thôi. Đường tới điểm trường này có đoạn sình lầy tới tận đầu gối. Vâng và tranh thủ thời gian nghỉ dịch thì một cô giáo có tên là Nguyễn Khánh Hà đã huy động tất cả các thầy cô giáo để cùng san đổi dựng lớp lại cho các em học sinh ở bản khuẩy tát đấy ạ. Vâng thực sự là rất là khó khăn và ý tưởng của cô giáo Khánh Hà đã nhanh chóng được các thầy cô khác đồng tình. Đặc biệt là khi câu chuyện mở lớp trên bản xa được đưa lên mạng xã hội đã được nhiều mạnh thường quân ủng hộ. Vâng từ đó mà khí thế mở lớp thì càng trở nên rộn ràng hơn và các em học sinh thì càng có thêm động lực để bước đến trường mỗi ngày. Theo cô giáo Nguyễn Khánh Hà chia sẻ thì vị trí xây trường ở trên cao không thể thuê máy xúc. Thầy cô giáo cùng với người dân địa phương phải dùng sức san phẳng một góc đồi lấy mặt bằng xây lớp học. Theo thiết kế ban đầu, tiền lớp học kiên cố khoảng 170 triệu đồng. Nhưng do mưa lớn, nhiều đoạn đường bị sạt, xe không thể vào được, phải cõng vật liệu suốt từ 70 km từ trung tâm vào nên chi phí đội cao hơn. Kinh phí xây dựng chủ yếu dựa vào sự ủng hộ của các nhà hảo tâm. Thưa quý vị, trong những ngày mở đường dựng lớp thì có thầy cô giáo thấy người dân địa phương không có khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 nên có thầy cô lại tiếp tục đi kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ từng bánh xà phòng, bánh diệt khuẩn từng chiếc khẩu trang vải để phát miễn phí cho người dân và chỉ còn ít thời gian nữa thôi thì bản khuếch tán sẽ có điểm trường mới khang trang hơn kiên cố hơn nhưng mà tôi nghĩ rằng là đằng sau cơ sở vật chất ấy chính là hình ảnh đẹp đẽ của người giáo viên nhân dân đặc biệt là những thầy cô giáo đang ngày ngày cõng chữ lên bàn ra